Anh nào đang đi dòng xe 4-way track, mình muốn cải thiện ánh sáng được tốt hơn để có thể chinh phục được những đoạn đường đèo quanh co, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến các anh một cái gói nâng cấp ánh sáng siêu khủng dành cho 4-way track. Đèn phía trên sẽ sử dụng một cái bóng halogen và một cái bi cầu. Tuy nhiên là cường độ ánh sáng quá là yếu. Lần này anh chủ đã quyết định nâng cấp lên một cái quả bi là Henvay để phục vụ cho chế độ pha. Còn đối về phần cốt, anh chủ đã lựa chọn quả bi V30 Ultra để cho hỗ trợ ánh sáng cốt tốt hơn và bám đường hơn. Và để nói về quả bi Henvay L92 Pro thì đây là một cái thương hiệu quá là nổi tiếng rồi. Mặc dù khi ở chế độ cốt thì quả bi không được ấn tượng mấy khi chỉ có công suất cốt là 55W thôi. Tuy nhiên là về công suất pha rất là nổi bật khi công suất pha sẽ có đâu đó lên đến 95W. Và với công suất pha như vậy sẽ hỗ trợ tăng tầm chiếu xa xa hơn và cao hơn. Tầm chiếu xa sẽ rơi vào đâu đó 800 hoặc là 900m. Về phần pha đã có Henvay L92 Pro giải quyết được bài toán đó. Còn về phần cốt, để có thể có được một cái bụng sáng tốt hơn, rộng hơn, bao quát hơn, trải đường hơn thì chắc chắn ông vua bilet V30 Ultra là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Và mọi người có biết là tại sao không? Thì ngay từ chế độ cốt thì quả vi V30 Ultra nó đã chứng minh được điều đó khi cho ra công suất cốt lên đến tận 75W. Trên thị trường hiện nay thì hầu như rất là ít có một quả bilet nào đạt được cái ngưỡng 75W như là V30 Ultra. Giải pháp dành cho phần đèn chính đã có. Và để có thể cố định được hai quả bi này lên xe thì các anh kỹ thuật viên sẽ sử dụng những cái bát CNC của GTR cố định hai quả bi trên này. Và với việc làm như thế này thì sẽ giữ được cái đế đèn zin theo xe, sẽ không phải đục khoét. Mà nếu như mấy anh muốn về zin thì cũng rất là dễ dàng. Phần bi gầm sẽ sử dụng bi gầm F10 của nhà X-Line, một cái thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Và quả bi gầm này sẽ có kích thước là 3 inch, cho nên khi được lắp đặt vào vị trí này đây thì rất là vừa vặn. Và lợi thế của quả bi gầm F10 này là mình có thể quan sát ở điều kiện chiếu gần rất là tốt, bụng sáng cũng sẽ được đậm hơn. Từ đó sẽ giúp cho xe mình có một cái độ bám đường tốt nhất. Và bây giờ thì các anh kỹ thuật sẽ tiến hành tiếp tục cái quá trình lắp đặt. Và sau đó xin mời mọi người hãy cùng xem ánh sáng thực tế khi được lắp đặt lên chiếc 4-way track này là như thế nào nha. Và sau khi nâng cấp xong thì các anh có thể quan sát được ngoại hình của xe lúc này rất là đẹp mắt, thu hút và nó còn toát lên một cái vẻ đẹp rất là hầm hố. Mọi người có thể thấy ở đây, phần phía trên tức là ánh sáng của V30 Ultra khi được kết hợp với quả bi L92 Pro cho ra một cái đường cắt hình chữ Z rất là rõ ràng và sắc nét. Còn phần đường cắt ngang phần phía dưới sẽ là của bi gầm F10 cho ra một cái đường cắt ngang có cung sáng rất là rộng. Khi ánh sáng này chiếu xuống đường thì chân sáng mà các anh đang thấy được ở điểm gần nhất đó chính là ánh sáng của bi gầm F10, giúp cho mình có thể quan sát tầm nhìn gần được rõ ràng hơn. Xa hơn một chút đó chính là sự kết hợp của V30 Ultra và L92 Pro, một ánh sáng trắng chiếu xuống đường với cung sáng cực kỳ rộng. Lợi thế của cung sáng rộng là khi các anh lái xe vào những đoạn đường đèo sẽ dễ dàng quan sát hai bên đường hơn. Có thể là hơi quá, nhưng mà khi các anh nhìn vào, các anh cảm giác như là một cái tấm thảm ánh sáng chứ không phải là một cái ánh sáng thông thường. Pha lên thì rất là cao, ánh sáng rực ở các tán cây xung quanh. Hơn nữa khi nhìn rất là rõ ràng vì ở L92 Pro đã có thêm một cái mắt trợ pha laser, nên tầm chiếu xa các anh có thể thấy rất là rõ ràng dù là khoảng cách là 700 hay là 900m. Đến đây, các anh chị đang đi các dòng xe bán tải, mình muốn nâng cấp lên một cái cấu hình ánh sáng siêu khủng thì có thể cân nhắc đến quả bi Henvay L92 Pro vua pha kết hợp với vua bilet V30 Ultra và thêm một cái quả bi gầm F10 để hỗ trợ mình chinh phục được những cái đoạn đường đèo quanh co. Và nếu như các anh chị đang có nhu cầu nâng cấp ánh sáng thì mình có thể để lại bình luận phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline 0365 365 365 để được bên em hỗ trợ tư vấn kịp thời và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.